chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là tiên tri về bạn. Thì ngày hôm nay sẽ khác mọi khi một chút là mình sẽ sử dụng những bộ bài Oracle thôi. Còn Tarot thì nếu như mà cần làm rõ thì mình mới rút đến. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái bộ bài ở đây. Thì chúng ta có 4 sự lựa chọn nhá. Nếu như bạn mới biết đến kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nhất nha. Thì chúng ta có 4 tụ bài ở đây. 4 cái bộ bài ở đây là 4 bộ bài đều là Oracle. Thì bình thường là mình sẽ rút rất là nhiều những cái lá bài từ các bộ bài khác nhau đúng không? Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chủ yếu là mình sẽ rút những cái lá bài đến từ những cái bộ bài này ở đây. Đó, mình sẽ giới thiệu từng bộ bài cho các bạn nhá. Bộ bài đầu tiên là bộ bài Gypsy Oracle đúng không? Gypsy Oracle. Nó là một bộ bài tiên tri và nó thiên về tiên tri rất là mạnh mẽ ở đây. Như những cái bộ bài khác ấy, bộ Oracle khác ấy, ví dụ như những bộ này chẳng hạn, thì nó sẽ kèm theo cả những cái lời khuyên nào đó, đấy, những cái lời động viên nào đó. Nhưng mà bộ bài này thì nó chỉ nói đến cái thông điệp mà nó sẽ diễn ra, cái thứ mà sẽ diễn ra mà thôi. Thì đây là bộ bài đầu tiên. Bộ thứ hai là bộ Amira Oracle. Amira quên rồi, mình chỉ nhớ là, à không phải Amira đâu, Maradora chứ. Mình thực sự là tự nhiên mình quên mất cái tên của nó, nhưng nó tên là Maradora Oracle phải, của cái bà Maradora ấy mọi người. Đây cũng là một bộ bài tiên tri, các bạn thấy cái điểm chung của những cái bộ bài này không? Đấy là nhìn cái hình ảnh bách đằng sau nó rất là ma mị. Thì bộ bài này ấy cũng là một bài tiên tri rất là mạnh này. Đó. Bộ số 2 ấy, Madame Endora Oracle ấy mọi người ơi. Rồi, bộ này là bộ sự thật. Tiên tri về những cái sự thật, và cái sự thật này thì đây sẽ là những cái lời tiên tri, những cái lời mà thông điệp, những cái thông điệp đến từ những cái mối quan hệ của các bạn. Có thể là lời mà người yêu cũ nói, hoặc là lời của crush nói, hoặc là của những cái người nào đó hiện tại đang trong mối quan hệ với các bạn. Đó, đại loại là nó sẽ liên quan đến tình cảm, tình yêu nhiều hơn. Thì đây là số 2. À đây là số 3. Số 4 ở đây, đây là một bộ bài mà được coi là một trong những cái bộ bài Oracle đầu tiên mà mình mua. Bộ này là bộ Lữ Khách Tâm Linh. Đây là một bộ bài thì nó thiên về những cái Oracle như bình thường thôi. Nó sẽ có cả những lời khuyên trong này, có cả những cái dự đoán, những cái tiên tri về tương lai nữa. Nhưng mà chủ yếu là nó sẽ động viên và đưa đến những cái thông điệp rất là mang tính giống như là rất là nhẹ nhàng, rất là chữa lành đấy mọi người ạ. Rồi thì mọi người đây có quyền lựa chọn hai bộ bài để lắng nghe cái thông điệp nhá. Thì mình sẽ trong cái trải bài ngày hôm nay thì mỗi một tụ bài, mỗi một bộ bài thì mình sẽ rút những lá bài ở trong bộ bài này thôi. Còn nếu như mà cần thêm, làm rõ thêm thì mình mới rút thêm Tarot. Bởi vì Tarot chỉ là phụ trợ cho cái trải bài này thôi, là để làm rõ vấn đề thôi. Còn đâu á, những cái mang tính tiên tri thì nó sẽ chủ yếu ở cái những cái bộ bài đây nhá. Chúng ta có thứ tự là 1, 2, 3, 4. Xin phép nát rửa tắt đèn để giống như là tạo nên một cái không khí nó mang tính ma mị một chút nha mọi người. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1. Các bạn đến với cái bộ bài đầu tiên nhá. Bộ bài đầu tiên của chúng ta là bộ Gypsy Oracle. Bộ bài này thì chủ yếu về tiên tri thôi, chứ không có kiểu giống như là dạng lời khuyên hay là thông điệp an ủi gì đấy giống như là những cái bộ bài Oracle khác đâu nhá. Bộ này cũng là xuất xứ từ Đức thì phải. Đó. Đức thì rất là mạnh về những cái bộ bài tiên tri này. Rồi, chúng ta hãy cùng xem nhé, là thông điệp dành cho cái những cái bạn chọn cái số 1 này là gì nhá. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nhá, vì đây là trải bài chung nên không thể đồng với tất cả mọi người được. Rồi, bây giờ mình sẽ rút bài cho các bạn. Mình thấy là sắp tới nhiều khả năng các bạn sẽ nhận được một cái thư từ, một cái email nào đó, một cái tin tức nào đó gửi đến các bạn. Nhưng mà có thể là nó sẽ được gửi thông qua tin nhắn này, thư qua đường bưu điện này, hoặc là email này, đó, hoặc là gọi điện, hoặc là nhắn tin gì đó nhá. Chưa biết được, chưa rõ được, bởi vì với cái lá bài này thì như mình nói nó chỉ mang tính chất tiên tri thôi, là cái sự kiện này nó sẽ xảy ra. Nhưng mình chưa biết được cái tính chất và cái điều này nó sẽ mang đến cái điều gì đây. Thì bây giờ mình muốn xem thêm là cái điều này nó đem đến cái điều gì cho các bạn. Hồi hộp quá. Wow. mình thấy rằng cái này á,
cái thông tin này, cái thư từ email này này, hoặc là cái tin tức này này, hay là cái điều gì đấy được gửi đến các bạn đây này, nó sẽ đem đến cho bạn một cái sự ngạc nhiên, một sự surprise. Mình không biết là nó là surprise về cái gì, ngạc nhiên về cái gì đây đó, nhưng mà thông qua cái hình ảnh ở đây này, các bạn có thể thấy là cái người này họ đang giống như họ đang thả cái lưới xuống để bắt cá, đúng không mọi người? Thả cái lưới xuống cái sông này, bờ sông này để bắt cá. Thế nhưng mà họ lại vớt được lên một túi tiền, ở đây trong này có ghi 6.000 này mọi người thấy không? Đó, thì có thể nhá, mình chỉ nói là có thể thôi, bởi vì thông qua căn cứ vào cái lá bài này thôi, thì có thể là cái thứ này nó có liên, cái thông tin này này nó có liên quan đến một cái thông tin nào đó khiến cho các bạn rất là ngạc nhiên, liên quan đến vấn đề tiền bạc tài chính của các bạn. Vậy thì muốn, tất nhiên là để làm rõ hơn thì chúng ta lại rút thêm thôi. Rồi, và mình thấy rằng là cái tình huống này có liên quan, tình huống mà có cái sự ngạc nhiên này này, nó có liên quan đến một người phụ nữ trẻ tuổi nào đó. Thì trông cách ăn mặc của cái người này thì trông khá là tiểu thư. Họ có thể giống như là nói chung là họ là một cái người mà mình không biết là họ làm việc gì và cụ thể ra sao, nhưng mình thấy rằng là cái người này là một cái người mà họ rất là chỉn chu trong cái cách làm việc, trong trong cuộc sống và trong cái con người của họ. Họ có thể là một cái người phụ nữ trẻ thôi, không quá là lớn tuổi đâu, hay là trung niên hay gì đâu. Đây là một người trẻ. Mình cứ có một cái cảm nhận là có thể đây là cái người nào đó bên tuyển dụng ấy, bên tuyển dụng hoặc là một cái bên mà kiểu họ đang muốn hợp tác với các bạn ấy, đó, muốn lời đưa ra lời đề nghị, muốn đưa ra một cái sự hợp tác nào đó với các bạn để có thể là đem đến một cái lời đề nghị nào đó nhá. Tiếp. Ôi, trời ơi. Mình đảm bảo luôn với các bạn cái thứ khiến bạn ngạc nhiên này liên quan đến mặt tiền bạc tài chính ở đây rồi. Đó, các bạn thấy là money ở đây không? Money ở đây, tiền bạc ở đây, nó có đầy ở trên bàn và nó có đầy ở trong tủ. Và như mình nói lúc nãy về cái lá surprise này này, mình có nói với các bạn ấy là cái này nó đem đến sự ngạc nhiên, nhưng nó không nói là ngạc nhiên vì cái gì nhá. Nhưng mà như mình nói là cái bức tranh này nó vẽ, bức ảnh này nó vẽ là bên trong cái người này kéo lên một cái túi tiền 6.000 đó. Thì mình thấy là tiếp theo đó chúng ta có ngay lá money, vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng là sắp tới các bạn sẽ nhận được một cái bức thư từ nào đó, một cái tin nhắn, một cái email nào đó, có thể là một cái lời mời hợp tác đến từ cái người young woman này, hoặc là đây là một khoản đầu tư mà trước kia các bạn đã bỏ quên, hoặc là các bạn chưa nhận được. Mình lấy ví dụ như các bạn có ký kết hợp đồng với cả một cái công ty nào đó nhưng mà nó chưa được giải ngân. Đó, cái vấn đề đấy nó chưa được giải ngân và các bạn đã đợi rất là lâu rồi, nhưng mà có thể nhiều lúc các bạn quên nó luôn rồi, các bạn không nghĩ là mình có thể có lại được cái số tiền đó rồi. Thế nhưng mà đột nhiên trong thời điểm tiếp theo thì nó có thể rất là surprise, rất là ngạc nhiên ấy, các bạn sẽ nhận được cái thông tin này, và đặc biệt thông tin này liên quan đến mặt tiền bạc tài chính nhá. Đấy là cái một này. Cái số 2 có thể là đây là một cái lời mời hợp tác đem đến cho bạn một cái nguồn tài chính tiền bạc rất là tốt. Chắc chắn luôn. Đem đến cho bạn một cái nguồn tiền bạc tài chính rất là tốt, lời mời hợp tác, và kiểu bạn cũng rất là ngạc nhiên với cái điều này khi mà nó diễn ra. Wow, đây là bốn lá bài tiên tri, và mình nghĩ là mình sẽ chỉ rút như thế này thôi. Bây giờ thì mình sẽ muốn rút thêm ý về cái trong cái bộ bài này này. Trong cái bộ bài biết rút thêm ở trong cái bộ bài câu trả lời đến từ những thiên thần nhá. Tại vì mình muốn xem là cái khoảng thời gian nào ấy, nếu như mà được tiết lộ, vũ trụ tiết lộ cho các bạn ấy, thì chúng ta sẽ xem là khoảng thời gian nào thì cái thông tin này nó sẽ đến với các bạn. Mình muốn làm rõ hơn một chút về cái sự kiện này. Rồi, vũ trụ và những thiên thần nói với bạn là bạn hãy giữ vững niềm tin, hãy tin tưởng rằng là cái tin tốt lành này nó sẽ đến với các bạn nha. Cái điều tốt đẹp này nó sẽ đến với bạn thôi. Và nó, bởi vì là nó rất là surprise, rất là bất ngờ. Thì đầu tiên ý, vì sao nó bất ngờ? Thứ nhất nó đến vào cái lúc mà chúng ta không ngờ tới nhất. Thứ hai nữa là mình không nghĩ là nó có thể tới được. Cho nên là khi mà nó diễn ra thì các bạn mới kiểu giống như là ngạc nhiên á. Wow, các bạn còn là in the near future. Hôm nay mình nhắm mắt để rút ý. Thì ở đây chúng ta còn là in the near future. Thì nó nói về việc đấy chính là trong tương lai rất là gần nữa thôi. Thì bạn sẽ nhận được cái tin tức này. Ôi giời ơi, các bạn có cái gì đang chờ đợi các bạn hay không vậy? Có thể là, cũng có thể là một cái học bổng nào đó. Học bổng đi du học. Hoặc là cũng có thể nó đơn giản hơn là ai đấy cho bạn tiền. Đó là một cái người nữ trẻ nào đó, ví dụ như là cô gì chú bác hay là ở đâu đó chẳng hạn.
No need to worry. Thứ nhất, mình thấy rằng là bản thân các bạn ấy sẽ khá là nghi ngờ về cái sự kiện này, sẽ khá là xem xét, sẽ khá là phân vân trong cái sự kiện này là ủa sao tự nhiên cái điều tốt đẹp đó lại đến với mình. Mình đã quá quen với những cái điều dở hơi, những cái điều gì đấy rất là vớ vẩn nó đến với mình mà tự nhiên cái điều tốt đẹp này nó đến với mình vậy. Liệu có một cái âm mưu gì đằng sau cái câu chuyện này hay không? Tức là bản thân bạn hoài nghi rất là nhiều về cái sự kiện này, và có thể ngay khi bạn đang lắng nghe trải bài này của mình, bạn cũng vẫn đang phân vân xem xét và chưa biết là ủa cái đấy đó là cái gì đâu, đảm bảo chưa biết được. Thế nhưng mà bởi vì bạn chưa biết cho nên khi mà nó diễn ra các bạn mới ngạc nhiên, đúng không? Nhưng ở đây chúng ta có ngay một lá bài, đấy chính là lá bài No Need To Worry. Nói về việc đấy chính là bạn không có gì phải lo lắng ở đây cả nhá. Thế là các bạn cứ an tâm về cái sự kiện này khi mà nó diễn ra ở đây. Thì nói chung là mình cũng khá là thích cái bộ bài Gypsy Oracle này, bởi vì mỗi khi mà mình rút ý, thì cái mức độ mà nó chính xác tương đối cao. Có điều là căn bản ấy là các bạn liệu có phù hợp với cái nguồn năng lượng của cái tụ bài này hay không thôi. Đó. Ok, và đó là số 1 nhé. Chúng ta đến với số 2. Các bạn đến với sự lựa chọn số 2 là bộ Madame Endora Oracle nhé. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Và nếu như bạn mới biết đến kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nhất nha. Thật ra ấy, ngày xưa ấy là mình rất là thích cái bộ bài này. Mình rất là thích và mình cũng đã đắn đo rất là nhiều trước khi mua bộ bài này, bởi vì thứ nhất là cái giấy của nó hơi mỏng một xíu. Thứ hai nữa là mình cảm thấy cái thông điệp nó lúc đấy thì nó khá là phù hợp với mình, nhưng mà khi mà mình mua về thì mình cũng cảm thấy có một cái chút gì đấy nó không được ưng ý lắm, nhưng mà càng dùng thì lại càng thấy thích. Thì chúng ta hãy cùng xem là cái thông điệp mà cái bộ bài này đem đến cho các bạn là gì nhá. Cái khả năng mà mình vuốt bài này này nó hơi kém. Ở đây chúng ta có một cái lá bài nó bị lật lên ở đây, thì mình cũng sẽ lấy luôn lá bài này nhá. Đây là một cái lá bài đầu tiên này. Mình sẽ rút thêm lá bài nữa đi. Earth. Đất. Rồi. Cái tụ bài này, cái bộ bài này này, nó cũng đem đến cho các bạn một cái thông điệp như sau. Thứ nhất ấy, mình thấy rằng là có thể là trong cái thời điểm tiếp theo ấy, các bạn sẽ nhận được một cái tin tức nào đó đến từ xa. Mình không rõ được là cái tin tức này là theo cái yếu tố như thế nào và cụ thể ra sao, nhưng đây là một tin tức mà có thể là, ví dụ như là các bạn đang đợi một tin tức đến từ một cái người nào đó ở xa của các bạn, hoặc là các bạn đợi tin tức tuyển dụng, hoặc là các bạn đợi tin tức kiểu giống như là ví dụ như là visa, đợi visa, hoặc là đợi những cái thông tin nào đó liên quan đến sự du học của mình chẳng hạn, hoặc là ra nước ngoài của mình chẳng hạn, hoặc là những cái tin tức nào đấy, đại loại là các bạn sẽ nhận được cái tin tức đó. Thì cái khi mà tin tức này nó tới ý, thì những cái lá bài đây nó nói về việc đấy chính là các bạn hãy sử dụng cái sự logic của mình, cũng như là cái sự cảm giác, cái sự tập trung của bạn để các bạn phân tích cái vấn đề này ở đây. Đó, và mình thấy là cái thông tin này ý, cụ thể nó là cái gì thì mình không có thấy rõ được, nhưng nó có nói về việc đấy chính là khi mà thông tin này nó đến với các bạn ấy, khi mà tin tức này đến với các bạn ấy, thì các bạn phải nói chung là các bạn phải thứ nhất là tỉnh táo, thứ hai là phải đánh giá và phân tích nó một cách thật là logic nhất, thứ ba nữa là mình thấy rằng là bạn sẽ có được cái sức mạnh cũng như là cái sự thông thái để phân tích và giải quyết cái vấn đề này. Nói chung là mình không biết là nó tốt hay nó xấu hay cụ thể ra làm sao đó, nhưng mà mình thấy là ở đây á cũng có một lá bài nói về việc đấy chính là cái bí mật của các bạn thì nó được an toàn ấy. Thì có thể với một số bạn, các bạn có những cái bí mật nào đó của riêng các bạn liên quan đến vấn đề nào đó, thì ở đây nó nói về việc đấy chính là những cái bí mật đấy của các bạn ấy nó vẫn được an toàn. Hãy cứ an tâm về điều đó nha. Mình sẽ rút thêm nhé, bởi vì những cái lá bài đây chưa rõ ràng cho lắm. Rồi. Nói chung ý, mình thấy như sau này, cái tin tức mà bạn nhận được ý, thì có thể nó là một cái tin tức mang cái tính giúp các bạn trong cái việc đấy chính là, có thể nó là một cái lời đề nghị, có thể là một cái cơ hội nào đó được đem đến các bạn, và cái cơ hội đó ý, thì nó sẽ giúp các bạn bước vào một cái hành trình mới. Và đây là một cái hành trình dài, và khi mà bạn, cái hành trình dài này nó đem đến cho bạn một cái kết quả rất là tích cực. Một cái kết quả giống như là các bạn sẽ được trao thưởng, các bạn sẽ được công nhận khi các bạn kết thúc cái hành trình này. Mình lấy ví dụ như là các bạn được nhận vào một cái dự án nào đó, hoặc là được làm một cái công việc nào đó mà có thể là ở tại nhà thôi, nhưng mà cái công việc đấy thì là các bạn sẽ, nó rất là cách xa các bạn chẳng hạn. Đó,
thì ban đầu bạn cũng rất là chần chừ trong việc là không biết mình có nên nhận nó hay không, nhưng mà khi các bạn bước trên cái bước đường này, đi trên cái công việc đó chẳng hạn, cái cơ hội đó chẳng hạn, thì mình thấy rằng là các bạn sẽ phải mất thời gian với nó và các bạn sẽ phải dành rất là nhiều tâm huyết với nó. Tuy nhiên, khi bạn đi trên cái hành trình này thì các bạn sẽ nó sẽ đem đến cho bạn một cái phần thưởng nào đó rất là xứng đáng, một cái sự trao thưởng nào đó, có thể là tiền bạc, có thể là sự công nhận, có thể là kinh nghiệm. Đó, nhưng mình thấy là khi các bạn trải nghiệm cái điều này này thì mình thấy là các bạn trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên thông thái hơn, trở nên tuyệt vời hơn, trở nên nhận thức mọi thứ một cách rõ ràng hơn, trở nên phát triển hơn. Đấy là cái điều mà mình rất là chắc chắn. Và mình thấy rằng là cái công việc này nhiều khả năng là các bạn không muốn tiết lộ cho ai đó nghe đâu, không muốn tiết lộ cho những cái người xung quanh nghe đâu. Mình không biết vì sao mà bạn lại làm điều đó, nhưng mà có thể là nó có lý do nào đó, có thể là các bạn sợ mọi người nói bạn thế này nói bạn thế kia chẳng hạn, hoặc là các bạn sợ những cái thị phi hoặc là những cái nói gì đấy nó rức đầu, mọi người không hiểu được cái công việc của bạn, có thể là họ sẽ nói này nói kia. Thế nhưng mình thấy rằng cái công việc này hoặc là cái cơ hội này này thì nó an toàn cho bạn, cái bí mật này này của các bạn ấy thì nó sẽ được giữ an toàn, tức là sẽ không nhiều người biết về điều này thôi, chỉ có thể là có bạn và có mình biết về điều này thôi. Đó, tuy nhiên ấy thì mình thấy là như mình nói rằng là đây sẽ là một cái hành trình mà nói chung với những cái lá bài ở đây, mình có một cái cảm nhận đây là một hành trình mà hiện tại đang rất là úp mở nhiều cái bí mật ở trong mà các bạn phải khám phá, các bạn phải bước vào thì các bạn mới biết được. Cũng có thể đây là một công việc, đây có thể là một cơ hội, hoặc đây cũng có thể chính là một cái mối tình nào đó thì sao. Đó. Và và ở đây chúng ta cũng có cái lá bài Medusa đó nhé. Medusa thì nó là một cái lá bài mà nó cảnh báo cho các bạn về cái việc đấy, chính là cái sự ghen tị thì nó sẽ dẫn đến cái sự dẫn bạn đi sai đường, nó có thể khiến cho bạn sụp xuống đấy. Cho nên là trong cái hành trình mới này này sắp đến với các bạn đây này, hành trình dài đem đến cho bạn phần thưởng đây này, nó sẽ có những cám dỗ, nó sẽ có những lúc mà khiến cho các bạn cảm thấy ghen tị với người khác. Đó, có những lúc mà nó khiến cho các bạn giống như là phải trải qua rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc cũng như là bài học đấy. Thế nhưng mà mình thấy đây là một hành trình rất là đáng giá, và nó nên diễn ra và nó cần phải diễn ra để nó giúp các bạn có trưởng thành hơn. Và mình thấy rằng là không có nhiều người có được cái cơ hội này đâu. Bạn là một trong những cái người rất là ít sẽ có được cái cơ hội này, sẽ nắm bắt được cái cơ hội này. Cho nên là hãy thông minh trong việc xử lý vấn đề nhá. Tụ này nó không rõ ràng một tí nào, đúng không? Đấy, Oracle thường là như vậy. Nếu như mà muốn rõ hơn thì phải sử dụng đến Tarot cơ. Nhưng mà trải bài hôm nay thì mình không muốn sử dụng đến. Mình chọn rút thêm một lá bài nữa trong cái bộ Madame Endora này cho các bạn nhá. Tôi sẽ chỉ rút thêm một lá nữa thôi. Mình thấy rằng là mình không biết là tình trạng hiện tại của các bạn đang như thế nào, mọi thứ ra làm sao, và mình nghĩ là chỉ có bản thân bạn ở trong cái câu chuyện này thì bạn mới hiểu rõ được nhất những thứ đang diễn ra ở đây. Tuy nhiên ở đây thì cũng có nói về việc đấy, chính là bạn sẽ vượt qua được những cái giai đoạn nó mang tính nghịch cảnh nhất, những cái khó khăn nhất các bạn chắc chắn là sẽ vượt qua được. Cho nên mình cảm thấy đây là một hành trình rất là đáng để tham gia vào. Có những bạn là các bạn đã đang đi trên cái hành trình này rồi, thời điểm sắp tới sẽ có những cái cải thiện tốt đẹp hơn nó đang đến với cuộc sống các bạn thôi nhá. Rút thêm đi, không muốn đâu nhưng vẫn phải rút, tại vì cái này nó quá là mù mờ. Thông điệp dành cho tụ bài số 2 ạ, cái bộ bài số 2, Within the next few months. Ồ, trong vòng vài có cái điều này thì trong vòng vài tháng tới có thể là nó sẽ diễn ra. Và có thể là cái hành trình mà bạn đi ấy, nó sẽ gặp những cái khó khăn, những cái thử thách. Có thể chính cái thứ mà các bạn hiện tại đang làm luôn đấy, đang gặp có thể sẽ gặp khó khăn, những cái thử thách, những cái vấn đề ở đây. Nhưng mà hãy nhớ phân tích vấn đề thật là đúng đắn này. Thứ hai nữa là đừng cố gắng, là đừng để cho cái sự ghen tị nó dẫn dắt bạn này. Thứ ba là đừng bỏ cuộc, đừng dừng lại này. Vì mình thấy rằng là kết thúc cái hành trình này bạn sẽ có một cái kết quả rất là xứng đáng đấy. Ok, đó là tụ số 2, chúng bạn ta chọn 3. Bộ bài số 3 nhá. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với cái bộ bài số 3 này là bộ bài liên quan đến những cái sự thật, liên quan đến cái mối quan hệ của các bạn. Thì bộ bài này thường là nó sẽ nói về những cái lời mà ai đó muốn nói với các bạn. Và nếu như các bạn trong đầu có một ai đó muốn tức là các bạn muốn biết là cái suy nghĩ của họ dành cho bạn như thế nào, thì bạn có thể nghĩ về họ nhá khi mà mình đang rút bài này. Hoặc nếu như mà bạn không có ai để nghĩ về thì hãy cũng cứ đón nhận nó một cách thật là cởi mở nhất thôi.
Thì viết đâu nó có thể sẽ tiết lộ cho các bạn nha. Rồi. Cái bộ này trơn á. Trơn ơi là trơn. Mình sẽ rút nhá. Cái bộ bài này thì dường như là nó đến từ một cái người nào đó mà có thể là trước đây đã có tình cảm với các bạn. Hoặc là có thể là hai người đã crush nhau, hoặc hai người đã có một khoảng thời gian gì đó ở bên cạnh nhau rồi. Tuy nhiên thì có thể vì một cái lý do nào đấy mà các bạn có thể là hiện tại các bạn đã không còn liên lạc với nhau, không còn nói chuyện với nhau, không còn tương tác với nhau. Đó, mình cảm thấy là điều đó ở đây thì như thế. Nhưng mà ấy, mình thấy rằng là hiện tại ấy, trong cuộc sống của họ ấy, thì bạn vẫn là một cái phần nào đó rất là ám ảnh họ. Bởi vì họ nhìn bạn, họ nói là tôi nhìn thấy bạn ấy, kiểu giống như là ở mọi nơi, tôi giống như là mỗi khoảnh khắc, mỗi cái nơi mà họ đến, mỗi cái điều gì đó trong cuộc sống ấy đều gợi lại cho họ những cái suy nghĩ về bạn. Ví dụ như là họ đến một cái quán cà phê quen thuộc thì họ cũng, hoặc là gọi một cái thức uống, một cái đồ uống nào đó thì họ cũng nghĩ về bạn là bạn cũng đang rất là thích cái món đồ ăn này chẳng hạn. Đó, thì tức là họ nói rằng là tôi nhìn thấy bạn ở mọi nơi. Mọi khoảnh khắc, mọi cái điều đang diễn ra trong cuộc sống đều gợi nhớ, đều nhắc đến hình ảnh của bạn trong tâm trí của họ. Tuy nhiên họ nói với bạn rằng là tôi rời đi khỏi bạn á khi mà tôi nhìn thấy bạn với một ai đó. Tức là mình không biết là thời điểm đó các bạn có đang yêu anh, yêu ai khác không, hoặc là kiểu giống như là đây cũng có thể là một người thích thầm các bạn nữa nhá. Tức là bởi vì, tức là họ chưa kịp bày tỏ cái tình cảm với các bạn thì họ lại nhìn thấy bạn có người yêu chẳng hạn. Hoặc là lúc đó họ và bạn có một cái mối quan hệ kiểu giống như là tìm hiểu lẫn nhau, crush lẫn nhau đấy, kiểu như thế, tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng mà bạn lại kiểu công khai tính, không ai người yêu, hoặc là họ cảm thấy bạn đã có người khác rồi. Và chính vì thế mà họ đã bỏ cuộc, họ đã không tiếp tục cái theo đuổi các bạn, không tiếp tục ở bên cạnh các bạn nữa. Thì mình không rõ, thực sự là mình không rõ người này là ai. Vì những cái manh mối ở đây nó rất là bé và nó rất là ít. Có thể như mình nói, đây có thể là cái người thích thầm các bạn. Họ rất là thích các bạn, nhưng mà họ không biết cách bày tỏ, hoặc là họ thấy là bạn đã có người yêu rồi cho nên là họ quyết định rời đi. Đó. Hoặc trong một trường hợp nữa như mình nói rằng là có thể hai người đã trước đây đã từng có mối quan hệ gì đấy với nhau. Nhưng mà xong rồi hai người họ cảm thấy là bạn đã có người khác. Đó, hoặc là họ cảm thấy là bạn đã thay lòng, đã thay đổi rồi cho nên là họ quyết định rời đi khỏi bạn thôi. Nhưng mà họ còn nói rằng là họ nhớ mọi khoảnh khắc trong cái ngày hôm đó, mọi chi tiết trong cái ngày hôm đó. Thì không biết hôm đó các bạn đang làm gì, đã làm gì. Cái đấy thì mình không biết, nhưng mà có thể là hai người có một cái thời điểm nào đó nó khá là đặc biệt với nhau. Đó, có thể là đã xảy ra, thậm chí đây cũng có thể là tình một đêm của các bạn, hoặc là những cái mối quan hệ nào đó nó lướt qua trong cuộc đời của các bạn chẳng hạn. Đôi khi đó không tồn tại quá lâu trong cái ký ức của bạn, trong suy nghĩ của các bạn đâu. Thế nhưng đối với cái người này thì họ nhớ mọi khoảnh khắc, nhớ mọi chi tiết trong cái ngày đặc biệt đó. Mình không biết ngày đặc biệt đấy của các bạn như thế nào nhá. Cái đấy thì có lẽ là bạn phải xem lại, xem trong những cái mối quan hệ của mình có cái mối quan hệ nào như thế này không nhá. Đó, tức là có, hoặc là họ nhớ những cái khoảnh khắc trong cái ngày, chi tiết trong cái ngày đó. Có thể là cái ngày mà các bạn đã quyết định chia tay nhau, các bạn đã quyết định rời xa nhau, hoặc đó có thể là cái ngày mà hai người đã rất là hạnh phúc khi mà ở bên cạnh nhau chẳng hạn. Thì mình sẽ giúp thêm một lá nữa nhé. Rồi, họ nói với bạn rằng là họ rất là muốn nói cho bạn biết rằng là họ đang cảm thấy như thế nào. Họ rất là muốn nhắn tin, rất là muốn nói chuyện, rất là muốn bày tỏ với các bạn là họ nhớ tất cả mọi thứ về bạn. Và bạn luôn, hiện tại vẫn luôn là một cái nỗi ám ảnh đối với họ, vẫn luôn là một cái hình bóng nào đó đặc biệt đối với họ. Và họ vẫn còn đang rất là bị ảnh hưởng bởi bạn rất là nhiều ở đây. Thì chúng ta sẽ, mình sẽ rút thêm bài ở những cái bộ bài khác để làm rõ thêm thông tin ở đây nhá. Nói chung là cái người này đang rất là muốn bày tỏ, muốn nói với bạn biết rằng họ đang có những cái cảm xúc như thế nào. Chúng ta có Free Yourself này. Có Free Yourself, có Love Yourself First này. Keep Your Relationship a Train này. Thì mình thấy rằng là mình không biết là ai đã rời đi khỏi ai, nhưng mà mình thấy rằng là họ có thể là họ cần phải rời đi khỏi bạn để họ học cách yêu thương bản thân của họ trước.
hoặc là bạn cần phải rời đi khỏi họ để bạn học cách yêu thương bản thân của bạn trước. Thì mình không biết là ai, nhưng mình cảm thấy họ chính là cái người đã lựa chọn buông tay trước, hoặc là họ đã lựa chọn là họ không thể tiếp tục với bạn nữa đó. Để họ, và họ mặc dù là họ bị ám ảnh với bạn rất là nhiều, họ suy nghĩ về bạn rất là nhiều, họ vẫn tin tưởng rằng cái mối quan hệ này có thể có cơ hội thay đổi, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì không. Họ muốn, họ đang học cách để từng bước giải phóng bản thân của mình, để học cách yêu thương, trân trọng bản thân của mình hơn đó, yêu thương bản thân của họ hơn. À, vì mình thấy là cái người này có thể có rất là nhiều vấn đề bên trong trái tim của họ, bên trong con người của họ, nên đôi khi cái cách mà họ yêu người khác, họ tương tác với người khác ấy, nó gặp rất là nhiều những cái vấn đề đó. Có thể đôi lúc là họ quỵ lụy quá, họ ám ảnh bởi một ai đó quá, bởi một cái, tức là mỗi khi mà họ yêu á, họ thường bị ám ảnh hoặc thường bị phụ thuộc vào cái tình yêu đó, và nó khiến cho cái tình yêu đấy càng trở nên ngột ngạt hơn. Có thể chính bạn khi ở trong mối quan hệ này với cái người này, bạn cảm thấy rất ngột ngạt, bạn chỉ muốn đẩy họ đi thôi, bởi vì bạn cảm thấy cái sự phụ thuộc của cái người này quá nhiều, và dường như là người này đang hút dần, hút cạn cái nguồn năng lượng của các bạn. Thì bản thân cái người này rất là mong muốn là một ngày nào đó có thể cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội để thay đổi. Mình thì mình cảm thấy rằng là cái người này có một cái sự bi lụy nhất định, nhưng mà ở trong cái câu nói rằng là tôi rời đi khi mà tôi nhìn thấy bạn với một ai đó ấy, với một, đi với một người khác ấy, ở với một người khác ấy, kiểu như thế ấy, thì tức là cái chính cái điều này nó đã khiến cho cái lòng tự trọng của họ, khiến giống như là thức tỉnh họ, tát vào mặt họ để họ phải tỉnh ra là à, phải quay về với bản thân của mình đã, phải yêu thương trân trọng bản thân của mình đã, mình phải biết yêu thương bản thân của mình đúng cách thì mình mới biết yêu người khác đúng cách. Thì mình, như mình nói rằng là chỉ có lẽ là chỉ có bạn trong cái tình huống này, các bạn mới là cái người hiểu rõ nhất là tại sao mọi thứ diễn ra như vậy. Ok, đó là số 3. Chúng ta đến với số 4 nha. Xin chào mọi người, đến với số 4 nhá. Đây là bộ bài bộ lữ khách tâm linh ấy. Đấy, hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, và xem thêm các cái video khác để đón nhận những thêm thông điệp nhá. Các bạn cũng có thể ngày hôm nay các bạn có thể là nghe hai tụ bài cũng được, không sao vì hôm nay có 4 tụ cơ mà. Rồi, ok. Cùng xem là cái tiên tri, những lời tiên tri dành cho bạn như thế nào đây. Mình rất là thích bộ bài này, lúc trước rất là thích bộ bài này. Bây giờ thì kiểu bởi vì có nhiều bộ bài quá rồi, thành ra là nó cũng bớt được trưng dụng ấy. Rồi, ok. Chúng ta sẽ rút nha. Rồi, đầu tiên là lá bài này, tiếp theo. Số 3. Chung là lá bài này thì nó mang cái hơi hướng của cái sự động viên rất là nhiều. Đấy, những cái lá bài đây đều có tựa tựa những cái thông điệp nó tương đối giống nhau, nên mình phải rút nhiều một xíu. Xong lát nữa thì chắc là phải rút thêm. Rồi, ok. Đầu tiên ý, thì mình thấy rằng là thứ nhất ý, là bạn ấy, trên cái con đường mà bạn đang đi ý, cái mục tiêu mà các bạn đang theo đuổi ý, thì mình thấy rằng là sắp tới đây có thể là nó, với cái lá bài này này, khi cái lá bài này nó xuất hiện ý, thì nó biểu lộ cho các bạn một cái việc, đấy chính là các bạn đang rất là gần một cái chiến thắng nào đó rồi, rất là gần một cái thành tựu nào đó rồi đó. Bạn sẽ sớm nhận được nó thôi, bạn sẽ sớm nhận được cái thành tựu và cái kết quả tốt đẹp đó thôi nhá. Và nó đang rất là gần bạn rồi. Điều quan trọng bây giờ là các bạn hãy cứ đi theo cái mục tiêu đó, hãy cứ tiếp tục trên con đường mà bạn đi, hãy cứ xuôi dòng đi. Ở đây có in the flow này, nó nói về việc đấy chính là hãy để cho mọi thứ được thuận theo tự nhiên, được diễn ra một cách tự nhiên. Các bạn đừng quá nóng lòng, đừng quá là hồi hộp hay là kiểu giống như là sốt ruột này khác các thứ. Hãy cứ để cho mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên. Tự nhiên đến cái thời khắc đó, đến cái thời điểm đó thì mọi thứ lại trơn tru, mọi thứ lại được thẳng hàng và vào đúng chỗ của nó. Giống như là những cái răng cưa được khớp vào với nhau, giống như là những cái mảnh ghép được ghép vào một trong một cái bức tranh vậy. Kiểu như thế vậy. Thì mình thấy rằng là bạn hãy xuôi dòng, hãy thả lỏng hơn ở cái thời điểm này. Thì mình thấy rằng như mình nói đây, tiên tri cho các bạn là gì? Bạn rất là gần một cái kết quả tốt đẹp nào đó rồi, các bạn đã rất là gần một cái chiến thắng nào đó, một cái thành tựu nào đó của bản thân các bạn rồi. Có điều là các bạn phải thả lỏng hơn một chút nữa thôi. Đó, đừng quá kiểm soát mọi thứ ở thời điểm này, hãy suy nghĩ mọi thứ một cái mức độ đơn giản thôi. Cuộc sống này vốn dĩ rất là đơn giản. Đó. Cho dù bây giờ hiện tại các bạn có phức tạp hóa vấn đề lên, các bạn có lồng lộn lên, các bạn có phát điên lên, hay là các bạn kiểu giống như làm này làm kia,
tất xới tung mọi thứ lên ấy, thì mọi thứ nó cũng không thể diễn ra một cách nhanh chóng được đâu, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều cần có một cái thời điểm. Người ta có câu là gì, đủ nắng thì hoa sẽ nở đúng không, đủ tất cả những cái yếu tố thì một cái bông hoa nó mới nở được đó, còn nếu không ấy thì nó có thể là nó sẽ không nở đó, hoặc là nó sẽ kiểu bị thui chột đi, hoặc là cái cây đấy nó sẽ không sống được, nó thậm chí còn không sống được đến ngày mà nó nở hoa luôn ấy. Thế cho nên là tất cả mọi thứ nó phải cần có một cái yếu tố đủ đấy, nó không thừa không thiếu thì mọi thứ nó mới đến được đúng lúc, nó mới tốt đẹp. Thì mình thấy rằng là hãy yên tâm vì bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ xung quanh trong cuộc sống của các bạn. Nếu như hiện tại các bạn đang chật vật, đang khó khăn, đang không biết làm gì tiếp theo ấy, hãy yên tâm vì sắp tới có thể các bạn sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ đến từ những người xung quanh. Nếu như không có ai đó chủ động tìm đến bạn ấy thì hãy thử hỏi đến những cái người xung quanh bên trong cuộc sống của các bạn, như là cô dì chú bác này, như là những người anh em bạn bè này, những người chị em bạn gì hay là gì đó này, hãy giống như là hãy hỏi đến cái sự giúp đỡ của họ, bởi vì họ luôn sẵn sàng ở bên cạnh bạn để giúp đỡ các bạn. Hoặc đơn giản hơn, các bạn có thể cầu nguyện. Nếu như bạn không có, giống như là bây giờ, dường như là nếu như mà hiện tại ý, các bạn đang ở trong một cái trạng thái chờ đợi một cái kết quả nào đó ý, tức là bây giờ các bạn cũng không làm gì được, các bạn chỉ có chờ kết quả thôi ý, thì các bạn cũng có thể cầu nguyện, có thể nói chuyện với những linh hồn hướng dẫn của các bạn, với những thiên thần của các bạn chẳng hạn. Thời điểm này thì lại là một cái thời điểm rất là thích hợp để các bạn đi sâu vào bên trong của bản thân của mình hơn, để khám phá sâu sắc hơn về chính bản thân của mình nhá. Tiếp theo mình muốn rút thêm, bộ bài này thiết rút thoải mái. Rồi, tiếp một lá nữa đi. Hai lá bài này, những lá bài tiếp theo này bắt đầu mới hé lộ dần những cái thứ nó sẽ đến với các bạn này. Thứ nhất ấy, bộ bài này có nói về việc, bộ bài này có tiên tri về việc đấy chính là cho dù hiện tại điều gì đang xảy ra, mọi thứ nó đang như thế nào, thì các bạn thứ nhất đừng phức tạp hóa vấn đề, hãy để mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên. Thứ hai, hãy tin tưởng vào cái kế hoạch của vũ trụ. Có thể kiểu mọi thứ nó đang rất là đi lắt léo, đi đường này đường kia, mà các bạn cảm thấy nó chưa có một cái dấu hiệu gì của cái việc là nó sẽ trở về đúng cái vị trí đó cả, nó sẽ được đúng cái kết quả như mình mong muốn cả. Có thể đôi lúc hiện tại các bạn đang cảm thấy điều đó, nhưng đừng bao giờ quên mất niềm tin của mình vào với vũ trụ nhá. Hãy luôn tin tưởng, bởi vì sắp tới đây mình thấy rằng là bạn ấy sẽ, tức là hãy sẵn sàng đi cho một cái khung cảnh mới, cho một cái viễn cảnh mới, cho một cái sự thay đổi mới về cái môi trường mới. Có thể đây sẽ là sự thay đổi môi trường, có thể là các bạn sẽ, thứ nhất là với một số trường hợp có thể là các bạn đến một nơi mới để làm việc, hoặc có những bạn chuyển team mới, hoặc có những bạn nhỏ thì là chuyển team mới, hoặc những cái biến đổi lớn hơn thì có thể là các bạn chuyển công ty, có những bạn lớn hơn nữa thì có thể là chuyển vùng miền, có những bạn lớn lớn hơn nữa thì các bạn có thể là chuyển đất nước. Đó, đại là nó sẽ là một cái khung cảnh mới, một cái sự mới mẻ, một cái khung cảnh, một cái bức tranh mới nó sẽ được mở ra với cái cuộc sống của các bạn nhá. Hãy sẵn sàng cho cái điều này. Thì mình sẽ rút thêm những cái lá bài ở bộ bài này để làm rõ nhé, xem là điều này bao giờ tới và cụ thể thì nó sẽ như thế nào, xem có gì để muốn nói với các bạn nữa hay không. Các bạn có lá bài A Year From Now. Vậy thì cái những cái điều mà mình nói ở đây này, nó có thể là sẽ mất khoảng từ nay cho đến một năm nữa thì nó mới có thể diễn ra được. Mình lấy ví dụ nhá, mình lấy ví dụ này, các bạn có ý định đi du học, các bạn có ý định đi ra nước ngoài, ví dụ thế, thì có thể từ nay một năm nữa thì bạn mới có thể thực hiện được cái ước mơ mong muốn này. Và chính bởi vì thế mình biết lý do vì sao các bạn sốt ruột rồi, bởi vì mãi cảm thấy mãi mà chưa được đáp ứng cái điều mà mình mong muốn. Thế nhưng mà hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ diễn ra ấy, là để dành cho các bạn đó, bởi vì có một cái kế hoạch cao hơn, bởi vì có những cái sự an bài tuyệt vời hơn cho các bạn. Mình thấy là đừng cố dãy dụa gì ở thời điểm này cả. Hãy compromise, hãy thỏa hiệp, tức là hãy chấp nhận đi rằng là có mọi thứ có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà các bạn sẽ nhận được cái kết quả đó mà thôi. Thật ra các bạn phải hiểu là gì, tại sao có những người nói với mình là các bạn ý manifest mà nó lâu thế, nó không đến với mình, mãi nó không đến với mình. Thứ nhất, cái câu mà bạn hỏi là nó mãi hay là nó lâu quá nó mới đến với mình ấy, thì chính cái điều đó nó biểu hiện cho cái việc bạn đã rất chờ mong nó. Bạn càng mong muốn, càng mong cầu trong cái sự thiếu thốn thì nó càng đến rất là chậm. Và một cái điều nữa mà các bạn phải nhớ là những cái thứ to lớn ấy, những cái mục tiêu to lớn nó đến với mình ấy, nó càng to bao nhiêu ấy thì nó phải cần có thời gian bấy nhiêu. Đó, nó cũng giống như một bông hoa ấy. Đó, các bạn tưởng một bông hoa hoặc là một một cái bông hoa ấy, nở muộn hay nở sớm, nó nở sớm hay không thì nó cũng không quá là quan trọng. Cái điều quan trọng mà khi mà nó nở ấy, nó có thể tồn tại được lâu. Và các bạn biết là
cái thời gian mà ấp ủ càng nhiều, cái thời gian mà tích lũy nội lực càng nhiều thì khi mà nó bung nở ấy, thì cái bông hoa này nó càng đẹp, nó càng to và thậm chí là nó sẽ tồn tại được rất là lâu. Thì các bạn cũng như thế, bởi vì cái mục tiêu của các bạn ấy nó sẽ còn xa, nó sẽ còn lớn, cho nên cái khoảng thời gian mà nó đến với bạn ấy nó có thể chậm hơn người khác. Đó, nó có thể chậm hơn người khác, nhưng khi mà nó bung nở, khi mà nó bung xõa ra ấy, thì đó sẽ là những cái điều rất là tuyệt vời. Nhưng mình cảm thấy đối với tụ bài này là các bạn đã theo đuổi nó trong khoảng thời gian trước, rất là lâu trước rồi. Đó, nếu như đã rất là lâu trước rồi thì có thể là trong thời điểm sắp tới đây các bạn sẽ nhận được nó. Còn nếu như các bạn mới theo đuổi nó ấy, thì có thể mất từ nay đến một năm nữa. Nhưng mình cảm nhận là rất là nhiều bạn ở đây, các bạn đã bắt đầu cái con đường đó từ một năm trước rồi. Và sắp tới đây mình cảm nhận được là bạn sẽ gặt hái được nhá. Còn như mình nói là nếu như mà bạn mới đến với con đường này, với cái thứ gì đấy bạn theo đuổi á, thì có thể là nó phải mất khoảng một năm nữa. Đó, ok. Đó là tụ bài số 3, số 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.